Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào chị. Dạ, chị cũng chào Minh Hoàng. Chị chúc cho gia đình Minh Hoàng vui vẻ, hạnh phúc. Dạ. Rồi chị cũng nói với chào cộng đồng mạng, anh chị cô bác đồ em đồ cũng hạnh phúc vui vẻ. Rồi chị ngồi xịt qua bên tay trái chút chị. Đừng có chồm lên, chị đừng có chồm lên rồi vậy đó. Rồi. Cho nó đẹp, gần quá nó sẽ không được đẹp ha. À, chị cho mọi người biết chị tên gì nè, bao nhiêu tuổi chị? Chị thì trong giấy chị là chị tên Nguyễn Thị Mẫn, là tuổi của chị trong giấy là tuổi của chị là 58 tuổi. 58 tuổi. Tuổi hả? Rồi chị sinh năm 1966 đúng không? 67. 66 mới 58, chị năm nay 204, năm nay 2024 là 66. Rồi Sao 58. 67 ra trong giấy đầu 67, 67 là đúng Rồi là chị ngồi lui chị. ra, chị ngồi lui ra giữ cái xích ra chút đi chị. Chị ngồi lui ra, chị có nghe em nói không? Chị ngồi lui ra. Rồi đó, vậy nó mới đẹp. Rồi chị nói chị là Nguyễn Thị Mãn ha, mà ha là anh. Mẫn, mẫn, mẫn. Nguyễn Thị Mẫn, dấu Ừ, A con gái. ha. Á Dấu với A. Rồi rồi rồi. Nguyễn Thị Mẫn. Rồi chị 58 tuổi, chị Mẫn đến từ đâu nè? em, chị ở Tây Ninh á chú. Trời, chị ở Tây Ninh. Rồi chị Mẫn nè, chị có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Cho đăng chừng nào cũng được á. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân chị Mẫn yêu cầu Minh Hoàng gỡ bỏ video là không được ha. Chị có đồng ý không? Trời, chị hiện chết chị không có Em để hoài hỏi, cũng được, nhưng mà để em hoài hỏi. luôn, để hoài luôn 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 luôn. Thì chị cứ, cái này là cái thủ tục, chị phải làm đúng thủ tục chị. Chị Mẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của chị ha. Rồi chị Mẫn này, chị cho mọi người biết hiện nay hôn nhân của chị Mẫn như thế nào chị? Hôn nhân của chị thì chị ly dị năm 2009. Ly dị năm 2009. Tới nay Vậy nói là vậy tới giờ, nói vậy tới giờ luôn. cũng 15 năm rồi ha. Anh chị được mấy cháu? Chị không có con rồi chị ly dị. Vì là tới nay, từ đó tới nay chị không có con luôn. Thì ở vậy luôn, không có con. Từ lúc ly dị với anh xong là chị không quen ai nữa, không đi với ai thêm bước nào nữa. Không. Rồi hiện nay ở Tây Ninh là chị Mẫn đang ở nhà của ai? Nhà của chị. Nhà của chị luôn ha. Chị có sống chung với ai không? Cha mẹ chị thì cũng lên trên này hết, quê thì ở Hoàng Thành Long Hoa rồi bán hết rồi, rồi đi lên đây hết trơn rồi. Rồi em chị thì chị nó ở kế bên chị, em Bây ruột, em giờ út ý ý em hỏi, ý Minh là Hoàng chị hỏi em. chị, ý Minh Hoàng hỏi chị, trong cái căn nhà chị đang ở, chị có ở chung với ai không? Không, chị ở có mình hả? Thì chị ở con mình. Chị làm công việc gì chị Mẫn? Là từ nhỏ tới giờ là chị làm tóc, rồi chị mới nghỉ chừng năm mấy à, rồi chị bán tạp hóa nhỏ nhỏ. Lúc trước thì chị làm tóc.
Còn hiện nay là chị chuyển qua bán tạp hóa đúng không? Mà sau mười mấy năm trời chị không không tìm được mối tình nào hả? Hôm nay chị phải lên chương trình chị mặc. Là từ hồi chị ly dị chồng rồi chị không có dòm tới đàn ông, mà rất nhiều người để mà cậy người đi cưới chị, rồi chị không có nghĩ tới. Chị nghĩ có lần chồng thôi, giờ lớn tuổi nghĩ kiếm bạn để thật tình với nhau, rồi tốt với nhau để giúp đỡ cho nhau vậy thôi. Lúc chị còn trẻ hơn lúc đó bốn mấy tuổi, sao chị không không tìm nó sớm hơn không, bây giờ có muộn không? Mà giờ thì tuổi chiều rồi thì tính tìm bạn thì chị cũng sợ không ai chọn chị. Thì đó, Lớn tuổi quá. lúc đó lúc chị bốn mấy tuổi chắc chị cũng trẻ đẹp mà, thì nhiều anh theo lắm đúng không, mà chị không chịu. Đến bây giờ, đến bây giờ thì mới sợ ha. Đến bây giờ có tuổi rồi bắt đầu mình mới thấy lo sợ nè. Chị mẵng chị cao bao nhiêu? Cao có mét 47 à. Có 1m47 thôi. Nặng nặng nhiêu chị? Nhận nặng 57 kg. 1m47, nặng 57 kg. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày chị Mẫn có cái điểm mạnh điểm yếu gì không? Như thấy chắc yếu không. Thì Yếu người không lớn là. thì chị tôn trọng, người nhỏ nít thì chị chiều. Chị ở đâu chị cũng chưa có mất lòng, mà ở đâu cũng tình cảm xung quanh người ta mến chị hết. Rồi cuộc sống hiện nay chị buôn bán tạp hóa đó, nó có ổn không chị Mặn? Là sống đủ bản thân đắp đổi con ngày tập quá mà lời ít lắm. Chị bán nhiều không? Chị bán có đủ thứ đồ không? Thì bán nhỏ thì cái tí cũng nhỏ, không có lớn như mấy cái quán lớn mà người ta bỏ đồ mà Nhà bán chị chút chút cái chắc cũng mặt lộ ha, nên xin nghe xe chạy ào ào. Chị ở đường 793 À. quốc lộ lớn Rồi chị mà. Mẫn, chị xem chương trình Mảnh ghép yêu thương lâu chưa? Cũng coi ít ít mà người nào cũng có coi hả. Rồi coi rồi thấy cái anh đó cũng ở Tây Ninh vậy đó, mà cũng không biết, cũng ngại. Ngại không Rồi dám nói. vì thấy được anh đó nên ngày hôm nay mới mạnh dạn gọi cho chương trình để nhờ chương trình đưa hình ảnh chị lên để tiện về kết nối với anh đó hơn đúng không? Bây giờ hôm nay là chị Mẫn nè, chị chọn anh đó hay là chị muốn bày tỏ bản thân? Thì chị cũng có chọn anh đó, đó là giống như người nào cũng không có con. Rồi em biết rồi, em biết chị chọn anh đó rồi. Nhưng mà thí dụ như bây giờ anh đó anh không chịu rồi như thế nào, thì bây giờ chị bày tỏ bản thân đi. Em thấy chị tốt nhất chị bày tỏ bản thân đi, rồi sau khi cái video này đăng lên em lấy đường link em gửi riêng cho anh đó. Còn nếu mà anh đó không chịu thì chị vẫn còn cơ hội cho các anh khác đến với chị. Rồi bây giờ chị thích nhất cái người đàn ông như thế nào mới hợp với chị? Người cũng phải biết chuyện, ăn nói cũng cho đúng đắn, đàng hoàng. Đừng, chị không biết nói dốc, người kiếm người cũng đừng nói dốc. Cái này khó rồi chị, nhiều khi
cái vấn đề mà sống có đạo đức hay là sống chân thật thì nó có, thì cũng có, nhưng mà cái vấn đề nói dốc thì chưa chắc gì kiếm kiếm được đâu, khó lắm chị. Tại vì đôi khi chính chính bản thân mình chưa chắc gì mình không nói dốc. Không, chị Đôi lúc thì nhiều khi nói dốc á, mình nói cái tiếng miền Nam mình gọi là mình nói là nói dốc á, tiếng miền ngoài ta nói nói láo á, là có nghĩa là đúng. nếu mà mình nói dốc mà mình đem lại được cái lợi lạc cho người khác á, thì nó là một cái điều rất là tốt. Nó cũng là nói dốc nhưng mà nói dốc đem được cái lợi lạc cho người khác đó là tốt. Còn mà nói dốc mà để hại người khác mà đem cái lợi về cho mình, đó là cái mới là cái điều xấu. Chị không dám khen chị, mà chị từ nhỏ cho tới tuổi bây giờ chị không có mang tiếng cái gì hết trơn á. Nói dốc thì người nào cũng có trải qua cái sự nói dốc đó. Kể cả lúc đi học, còn học sinh cũng vậy. Là bạn nào cũng nói chị thiệt Ví quá dụ như dục bầu vậy đó, người ta nói chị vậy đó. cái mạng bên chị, cái sóng bên chị nó hơi yếu rồi Vậy đó hả? rồi rồi để cho nó ổn định lại xí được rồi đó. Chứ hồi xưa đi học về cái mình lo mình đi chơi với bạn bè về, cái ba mẹ hỏi đi đâu đó, cái mình nói dốc, mình nói hôm nay cô giáo thầy giáo dạy thêm phải ngồi học thêm chút nữa, có ai không nói dốc. Đi chơi với bạn trai hay bạn gái rồi về cái cha mẹ hỏi đi đâu sao học giờ này mới về, hôm nay cô giáo kêu ở lại dọn vệ sinh quét lớp rồi học thêm học bù. Thôi cái chuyện đó rồi, bây giờ chị có cần cái anh đó có công ăn việc làm, có nhà cửa ổn định không? Thì có nhà có cái cửa cũng được, còn chị thì chị cũng có nhà rồi, chị cũng có đất, thì người đó không có là cũng được, mà sống thì biết tin cái chỗ mà nghiệp quả là điều tốt. Chị rất tin nghiệp quả cuộc đời, nghèo chết cũng không có mang gì theo, giàu chết cũng không có mang gì theo. Anh đó có nhà cũng được, không có nhà cũng được ha. Chị cũng có nhà có đất. Chị Thì em chắc bên đạo Cao Đài hả? dạ đạo Cao Đài. Chị tin nghiệp quả, bây giờ chị tin nghiệp quả, chị tin như thế nào? Chị nói thử cụ thể miếng đi. Cũng như bởi từ chỗ chị tin vậy á, rồi cái người lớn chị tôn trọng, người nào không chịu thôi, chị không chơi thì thôi, còn nít đó thì chị thương, cái gì chị rày chị dạy vậy đó. Rồi với gia đình đồ sống rồi nhịn nhục, rồi ăn tiếng nói không có hơn thua, Vậy là quá tốt rồi. rồi từ nào giờ cái tánh vậy, rồi thành ra nó nguội lắm, không có biết làm ai giận. Rồi chị có thích anh đó bia rượu không? Chắc không thích rồi. Dạ À, chị có sao? thích anh, chị có thích anh đó bia rượu không? Thì giống như cái người từng tuổi cỡ chị, cỡ người ta có ham vui người ta uống đi, là giờ cỡ tuổi chị trở lên người ta cũng ý thức rồi. cũng Lớn rồi người ta cũng cũng đó. cũng chưa chắc hả chị, cũng chưa chắc, cũng có nhiều anh lớn tuổi sáu mấy cũng vẫn rượu chè be bét, chứ đâu có nói là lớn tuổi là lành đâu chị, cũng chưa chắc. Chị Thì cũng đừng có quá quá chấp vào cái những cái gì mà mình thấy ha, cũng chưa chắc, là nhiều khi mình nhìn thấy tận mắt mà mình còn chưa tin. Chị muốn anh đó cao bao nhiêu, nãy chị nói chị có 1m47 thôi hả? Từ từng tuổi này thì Thôi tùy duyên đi hả?
tùy đi, rồi tốt được ăn nói rồi cho anh đàng hoàng, tốt được họ chị là được rồi, rồi thật tình nhau, rồi cỡ đến với nhau thì tốt với nhau, dòm ngó với nhau Rồi bây giờ vậy rồi được à, rồi. rồi bây giờ chị nè, à, bây giờ chị có muốn nói thẳng tên ra để cho ảnh biết là chị đang đang ấn tượng ảnh không? Thôi chị lớn tuổi rồi chị không dám. Hay là để Minh Hoàng lấy đường link gửi cho ảnh ha. Dạ. Rồi chị nhắc tên anh, chị nhắc anh đó tên nên là em biết rồi. Rồi bây giờ chị còn muốn đưa ra thêm cái tiêu chí gì nữa không? Không. Chị muốn anh đó ở độ tuổi khoảng bao nhiêu mới hợp với chị? Thì lớn hơn chị một tuổi đi, về tới 65, 66 gì cũng được. Rồi từ 59 tới 66 À, nãy chị nói cái nhà là chị có đây nè, chị có đất đất chia rộng không? Là chị ở đây cái nhà chị ngang có 5 mét à, rồi chị có ở dưới Trùng Lu á, chị có ở Hoàng Thành dưới á, là chị còn một cái nền 10 mét rưỡi, rồi chị thì chị kêu chị bán ở dưới không được á, rồi cái hồi sáng ngày hôm qua chị kêu cái chương trình á, là mai bán cái nhà này cho chị, rồi cái sơ tấu chị coi trong mạng á, cái chị thấy cái anh nó cũng ở Tây Ninh rồi, ảnh không có con, thì chị thấy cũng phù hợp. Rồi giờ cỡ những người có con đi, chị hiểu cái luật sanh lão bệnh tử, cuộc đời ai cũng có ngày đó, được của cải người ta cho hết cho con người ta, rồi người ta cũng có cái khoản độc lập nào để lo cái tuổi già yếu của người ta gửi cho con người ta. Chị hiểu cái đó thì chị cũng không có dòm gia tài của người ta, mỗi người một cái nghiệp. Cũng nhờ cái miếng đất bề ngang 10 mét mấy, chị kêu chương trình tới nhờ quay để bán giùm chị. Thì chị vào chị xem thì vô tình chị thấy được cái video của Mảnh Ghép Yêu Thương là nói về anh đó, nên cũng đồng quan điểm, cũng đồng cái hoàn cảnh giống như chị, không có con. Chị thấy nó hòa hợp đúng không? Rồi chương trình sẽ ghi nhận sự chia sẻ nãy giờ của chị ha. Cũng cảm ơn chị đã dành thời gian để có cuộc trò chuyện với chương trình. Minh Hoàng cũng cầu chúc cho chị sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình ha. Rồi bây giờ chị chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc nè. Dạ, chị cũng chúc cho Minh Hoàng gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Rồi chúc cho cộng đồng mạng, cô bác, anh chị em cũng bình an, vui vẻ. Rồi có chị có nói cái lời nào cũng phải bỏ qua, cảm ơn. Và chị còn miếng đất trống mà sợ gì, ví dụ như ai ném đá mình kéo xe về đó mình xây, còn miếng đất mười mấy mười mét mấy Ở đây người ta không có muốn chị có gia đình, sao ta vậy? nói người ta thích chị ở đây, ai cũng khuyên chị ở vậy đi chị Chính ơi. Thì Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào chị ha.